Kính thưa quý vị, ngay sau khi nổ ra đại án Việt Á, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đặt câu hỏi tại sao chúng ta chống tham nhũng quyết liệt như thế mà tham nhũng vẫn tiếp tục xảy ra. Để cùng tìm ra câu trả lời cho vấn đề trên, chuyên mục nhận định hôm nay đã có cuộc trao đổi với luật sư đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, phát biểu tại Quốc hội tuần trước, ông có đề nghị các cơ quan của Quốc hội cần phải cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật và cả giới luật sư nữa để ra soát lại công tác điều tra, truy tố, xét xử tham nhũng vừa qua. Tại sao như vậy ạ? Phải khẳng định là đại đa số người dân ủng hộ công cuộc phòng chống tham nhũng, hàng loạt vụ việc, hàng loạt quan chức hư hỏng vừa qua bị đưa ra xét xử, hoặc ít nhất bị kỷ luật đảng cho thấy thành tựu của công tác phòng chống tham nhũng, trong đó có vai trò quan trọng của Bộ Chính trị, nhất là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có những vụ việc đã chìm xuồng, có những quan chức cấp rất cao tưởng như bất khả xâm phạm đã phải ra pháp đình. Tuy nhiên qua nghề nghiệp của mình, qua gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, nhất là giới doanh nhân, tôi thấy còn một số băn khoăn. Tại sao những vụ việc ấy không được phát hiện từ sớm để đến lúc này đưa ra xử lý thì hậu quả rất nặng nề, thậm chí không thể khắc phục được. Mỗi vụ việc xảy ra ít nhiều đều có sự bao che, làm ngơ, lợi ích nhóm, thậm chí tham nhũng từ các cơ quan, viên chức quản lý nhưng có vẻ nhiều trường hợp khi đánh án thì chỉ nhằm vào đối tượng vi phạm trực tiếp. Còn những người có trách nhiệm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm nhưng không làm đầy đủ, tại sao không bị xử lý? Những vụ như sai phạm đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, vụ Việt Á, bay dễ cứu giá cao, vụ dân lượng chứng khoán và trái phiếu gây tổn thất rất lớn về cán bộ. Nhiều người trong số đó đã đào luyện, thử thách trải qua nhiều cấp, nhiều cương vị lãnh đạo là nguồn nhân lực cấp cao cả về quản lý, cả về chuyên môn y tế, ngoại giao. Tổn thất cán bộ ấy rất chua xót, khó đồng đếm chúng ta thiết kế một hệ thống chính trị có đầy đủ các cơ quan dân cử các đoàn thể rồi chi bộ đảng xuống cơ sở cùng với đó là tầng tầng lớp lớp các cơ quan bảo vệ pháp luật đảng ta cũng khẳng định trong phòng chống tham nhũng thì phòng là chính là thường xuyên là trước hết vậy tại sao lại để tham nhũng nghiêm trọng như vậy đó chính là băng khoăn của người dân của cử tri mà tôi đã chia sẻ có vẻ chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng băn khoăn như thế. Vụ Việt Á nổ ra tại phiên họp thứ 21 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông đã đặt câu hỏi, tại sao chống tham nhũng đã quyết liệt như vậy mà tham nhũng nghiêm trọng vẫn xảy ra? Thế ông nguyên nhân là gì ạ? Có doanh nhân nước ngoài nhận xét ở ta có cái gọi là văn hóa phong bi. Một bộ phận người dân, doanh nghiệp đã thỏa hiệp, chấp nhận chi tiền để được việc, một bộ phận quan chức, người có trọng trách trong quản lý nhà nước thì cũng coi việc bôi trơn là đương nhiên là bình thường. Hàng chục lãnh đạo, cán bộ y tế trên khắp cả nước dính vào việc Á là ví dụ điển hình. Đầu những năm 90, khi là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tôi đề xuất muốn chấm tham nhũng phải có nghiên cứu khoa học. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố lúc đó ông Trương Tấn Sang rất đồng tình, đã duyệt cấp kinh phí lập nhóm nghiên cứu gồm lãnh đạo của các ngành kiểm sát, công an, thanh tra và một số chuyên gia của thành phố. Khi nghiệm thu đề tài, chúng tôi mời tất cả lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân dự, nhưng tất cả đều vắng trừ ông tự sang. Có thể hiểu khi ấy tham nhũng đã manh nha thành văn hóa, nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng, đời sống người dân vẫn ngày một khám khá. Vậy có mâu thuẫn không ạ? Số lượng tỷ phú nhiều hơn, tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo, nhưng tội phạm nói chung, tham nhũng nói riêng cũng tăng theo. Thì đó là dấu hiệu của phát triển chạch hướng, không bền vững. Vậy nên hôm rồi ở Quốc hội, tôi có ý kiến là cùng với chăm lo phát triển kinh tế thì chúng ta càng phải tạo ra môi trường để tội phạm giảm đi, làm sao phát hiện sớm để ngăn chặn sớm. Tôi cho rằng nghèo đói, bất công, thất nghiệp, tăng phá môi trường sống, giáo dục xuống cấp, tai nạn quan liêu hách dịch trong bộ máy công quyền chính là nguyên nhân, tác nhân khách quan của tội phạm. Vậy thì cả hệ thống chính trị, xã hội phải vào cuộc xóa bỏ những tác nhân ấy. Việc này, một mình nhà nước không thể nào làm được, Tôi cho rằng cần tạo cơ chế để xã hội công dân tham gia trực tiếp, có vậy phòng chống tham nhũng tiêu cực mới bền vững. Đây là thời điểm để tổng kết đánh giá 10 năm Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo mô hình Ban Chỉ đạo của Đảng do Tổng Bí thư trực tiếp làm trưởng ban cũng là 10 năm đẩy mạnh chống để phòng. Ông đánh giá thế nào ạ? Các điều tra, khảo sát hướng tới cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận ý kiến người dân đều cho thấy những đánh giá tích cực. Có vẻ tham nhũng đỡ thô bạo, đỡ ngang nhiên, công khai hơn, nhưng kín đáo và những gì kiểu như nét văn hóa như ta thấy ở vụ việt á vẫn còn phổ biến điều đó cho thấy chống về mặt nào đó đã có tác dụng phòng nhưng sẽ khó có thể cải thiện về thực chất nếu không thay đổi được cái môi trường điều kiện tội phạm chừng nào người dân doanh nghiệp thay vì thỏa hiệp chấp nhận chi tiền để được vi chuyển sang phản kháng đấu tranh trực diện với sự nhũng nhiễu của công quyền thì lúc đó mới có thể tạo ra bước ngoặt để ngày ấy đến sớm tôi cho rằng chúng ta phải sửa luật phải có cơ chế thuận lợi cho việc tố giác tội phạm tham nhũng chứ như bộ luật hình sự hiện nay thì khó thuyết phục người đưa hối lộ hợp tác với cơ quan pháp luật để tố giác xử lý kẻ nhận ngoài ra người đứng đầu phải siết chặt kỷ luật và trách nhiệm công vụ của cấp dưới xử lý các trường hợp cố ý gây khó khăn trì hoãn giải quyết yêu cầu của dân để vòi vĩnh kiếm chác Đẩy mạnh chống xem ra đã mang tới những hệ lụy không mong muốn, từ chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đến chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều đề cập tới hiện tượng có tiền mà không dám tiêu, thậm chí quan trọng như thuốc men, vật tư y tế mà các bệnh viện ngại đấu thầu mua sắm vì sợ, là người làm nghề luật ông nghĩ sao ạ? Hệ thống pháp luật của ta hình thành trong thời gian dài, qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, tiềm ẩn không ít xung đột, chồng chéo hoặc có cách hiểu khác nhau, Hệ thống hành chính công vụ thì thiếu chuyên nghiệp, nhiều quyết định, hành vi được dựa trên kết quả của những cuộc họp của tập thể cấp ủy, ủy ban, hội đồng mà biên bản ghi lại không đầy đủ, rõ ràng. Vừa qua, không ít vụ việc xảy ra từ cả 10 năm trước này mới khởi tố, bị tạm giam các bị can không có điều kiện tìm kiếm, tiếp cận tài liệu để trình bày, giải thích một cách hệ thống, xác thực. Trong khi đó, để mau chóng kết thúc điều tra, có vẻ một số cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng không đầy đủ hoặc trái nguyên tắc suy đoán vô tội, không cần tạm giam vẫn tạm giam, điều kiện tạm giam khắc nghiệt, hỏi cùng thì tạo hướng truy bức, suy đoán có tội, mớm cung, bức cung, không tạo điều kiện cho bị can được thu thập chứng cứ hay được có luật sư tư vấn sớm và đầy đủ như luật định. Trong một số vụ án, việc truy tố, xét xử, việc đánh giá lỗi, phân xử vai trò và trách nhiệm từng người để định tội, lượng hình cũng như việc bào chữa của luật sư không được quan tâm đầy đủ. Nhưng bản án như vậy, bị can, bị cáo, đương sự có liên quan khó tâm phục. Báo chí cũng góp phần vào chuyện này khi vô tình trở thành công cụ định hướng trước cho việc điều tra, truy tố, xét xử không đúng với nguyên tắc suy đáng vô tội. Tình hình trên làm giảm hiệu quả răng đe, phòng ngừa của chống tham nhũng khiến cho không ít cán bộ, công chức tránh né trách nhiệm, không dám quyết định. Bởi từ thực tế ấy, họ hiểu rằng có làm có sai thì không làm an toàn hơn. Xin cảm ơn luật sư đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa thưa quý vị thời lượng chuyên mục nhận định đã hết tiếp theo chương trình mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc